chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Thì hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV quyết định đến sớm nè, ngay chỗ em gái hốt cơm bún xào đó nha. Thì quay lại cái cảnh tấp nập chuẩn bị cũng như là khách đang đứng chờ. Thì mời cô chú anh chị và các bạn xem những cái không khí mà gia đình của em gái bún xào chuẩn bị phục vụ cho các khách nha. Rồi các cô chú đứng chờ rồi nha ơi. Nói sớm cô chú đứng chờ rồi. Cô chú đứng chờ rồi. Tất bật không? Chuẩn bị khâu hậu cần hả chú hả? Chuẩn bị khâu hậu cần. Nước mắm, nước mắm để dưới. Khách là đứng chờ nha. Cái gì cháy cho hai anh nè. Không có quay bình thường nha. Cái gì cái gì. Facebook của em cũng là full vlog, cái gì cháy được.
là vẫn có ship nha anh em. Cái gì? 20.000 bánh bột nha. Ủa anh này nhiêu anh Chánh? 24.000. Ship đi căng qua luôn. Ship đi căng qua luôn. 20 bột quá. 20 bột không thôi. Bột nó không nhiều. Đứng cười hoài. Thầy chú, cảm ơn chú. Bột quá rồi. Của bé này. Bán cho cô đi. Bán cho cô đi. Bán cho cô đi. Bán cho cuộc sống Sài Gòn TV chia sẻ. Cái này sao? Để cảnh cảnh khá là tấp nập nha các bạn. Dạ 20 mấy. Mấy tuổi hả? Dạ
chân chừa mới đi ngủ được nè anh Ben nè, 2 giờ sáng đến rồi nè. Cuộc sống Sài Gòn TV chia sẻ những món ăn đường phố. Thì hôm nay ghé lại ngay chỗ quầy bún mì xào của em gái này, Lề Trăng cũng như là hốt hoa hậu bún mì xào nữa nha. Ghi nhận lại cho tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nếu cô chú anh chị và các bạn nếu thấy video hay thì có thể là like chia sẻ giúp Cuộc sống Sài Gòn TV để Cuộc sống Sài Gòn TV có động lực làm những video tiếp theo về ẩm thực đường phố nha. Chúc nụ cười rất là tỏa nắng, rất dễ thương. Chưa có người yêu đó cả nhà. Chưa có người yêu mà có Việt Kiều Mỹ, Việt Kiều Canada, Úc rồi. Trời ơi, gọi y xèo, gọi buổi tối hả Lê Trăng? Gọi buổi tối hả? Gọi bên tối hả? Dạ, buổi chiều tối. À, buổi chiều tối là sáng bên đó đó. Dạ. Việt Kiều mà chơi nhớ máy không ở nhà ơi. chắc là chọc Lệ Trăng cho vui. Ngày đâu thấy sớm. Chị Việt Kiều hay là Việt Nam? Dẫn không? Dẫn. Nó tới thì chứ đâu biết đâu chọn được hả? À, bỏ liền hàng. Là đi trong đi Mỹ luôn á, có anh em đầu ship đi trong qua bển luôn. Hai hộp
đây không hai hộp cái hai hộp cái thì hai có thêm một đó một cái thì một viên một cái thì hai viên đúng không mà hai chục đó. Cái gì đây? Mỹ ngày nào cũng coi. 2 hộp. Cái 2 hộp. Dạ rồi. 80. Cái giờ tao lấy.